Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn chưa hồi đáp đối với lời phủ nhận là cựu Tổng thống Barack Obama đã từng ra lệnh nghe trộm ông Trump trong chiến dịch tranh cử trước cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Phát ngôn viên của ông Obama đã ra tuyên bố sau một loạt các bài của ông Trump đăng trên Twitter sáng thứ Bảy, cáo buộc ông Obama đã nghe trộm tôi tại tòa nhà Trump Tower ở New York trước cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái. Phụ tá của ông Obama nói những cáo buộc của ông Trump là hoàn toàn sai. Ông Trump đã không đưa ra bất cứ cơ sở nào cho lời cáo buộc của mình hoặc cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy việc do thám điện tử đã xảy ra. VOA đã đề nghị các quan chức Tòa Bạch Ốc bình luận về những diễn biến trong ngày thứ Bảy, nhưng đã không nhận được hồi đáp. Cả cục điều tra liên bang lẫn Bộ Tư pháp đều chưa có bất kỳ tuyên bố nào liên quan thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Ben Sass đã gọi những cáo buộc của ông Trump là thật nghiêm trọng và nói rằng nếu ông ấy đã bị nghe trộm bất hợp pháp, tổng thống phải giải thích đó là nghe trộm kiểu gì và làm thế nào ông ấy biết về điều đó. Dân biểu Adam Schiff, nhân vật kỳ cựu của Đảng Dân chủ trong Ủy ban tình báo Hạ viện, nói ông Trump đã đưa ra những tuyên bố kỳ lạ và có tính phá hoại nhất mà không hề cung cấp bằng chứng đáng tin cậy. Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc người tiền nhiệm của ông, tổng thống Barack Obama, đã nghe lén văn phòng của ông tại tòa nhà Trump Tower ở thành phố New York trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2016. Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Obama bác bỏ cáo buộc này là sai trái trong một loạt những dòng tin đăng trên Twitter vào sáng thứ bảy. Ông Trump ví hoạt động nghe lén mà ông cáo buộc với vụ bê bối chính trị Watergate dẫn đến việc cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon từ chức vào năm 1974. Ông Trump không trưng ra bằng chứng cho thấy bất kỳ hoạt động nghe lén nào và cũng không cho biết điều gì khiến ông đưa ra cáo buộc này. Phát ngôn viên của ông Obama, Kevin Lewis, nói rằng một quy định cấm kỵ của chính quyền Obama là không có quan chức tòa bạch ốc nào can thiệp vào bất cứ cuộc điều tra nào của Bộ Tư pháp, vốn tách biệt hoàn toàn khỏi ảnh hưởng chính trị. Theo tập tục đó, Tổng thống Obama hay bất kỳ quan chức tòa Bạch Ốc nào chưa bao giờ chỉ thị do thám bất kỳ công dân Mỹ nào, ông Lewis nói. Ông nói thêm rằng bất cứ gợi ý nào khác đều là sai trái. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Barack Obama, nghe lén văn phòng của ông tại tòa nhà Trump Tower ở thành phố New York trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm 2016 trong một loạt những dòng tin đăng trên Twitter hôm thứ bảy, ông Trump đã ví hoạt động nghe lén mà ông cáo buộc với vụ bê bối chính trị Watergate, dẫn đến việc cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon từ chức vào năm 1974. Ông Trump không trưng ra bằng chứng cho bất kỳ hoạt động nghe lén nào trong một dòng tin Twitter Cựu phân tích gia của Cơ quan An ninh Quốc gia và điệp viên phản gián John Schindler nói rằng, lời buộc tội của Tổng thống có thể liên quan đến đạo luật do thám tình báo nước ngoài năm 1978, cho phép do thám hợp pháp và thu thập thông tin giữa các nước ngoài và những điệp viên của họ. Hôm thứ Sáu, trang tin Breitbart News đăng một bài viết về cáo buộc của người dẫn chương trình trò chuyện qua radio có chủ trương bảo thủ Mark Levin, nói rằng ông Obama đã tiến hành điều mà ông này gọi là cuộc đảo chính tổng thống thầm lặng, bằng cách sử dụng những chiến thuật của nhà nước cảnh sát, theo lời ông này. Cố vấn chiến lược tòa Bạch Ốc của ông Trump, Stephen Bannon, từng là giám đốc điều hành trang tin Breitbart trước khi được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại. Văn phòng của ông Obama chưa đáp lại những cáo buộc này, những tuyên bố này được đưa ra trong khi chính quyền Trump đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ nhiều cuộc điều tra của FBI và của Quốc hội về những cuộc tiếp xúc của các thành viên trong ban vận động tranh cử của ông với các quan chức Nga. Trước đó, trong tuần này, tin tức tiết lộ rằng đại sứ Nga Sergei Kislyak đã gặp gỡ con rể của ông Trump là Jared Kushner và Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn tại tòa nhà Trump Tower ở New York vào tháng 12. Ông Flynn bị sa thải chỉ sau 24 ngày tại chức, khi tin cho hay ông này đã nói dối các quan chức hàng đầu về bản chất các cuộc trò chuyện giữa ông với ông Kislyak. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Hope Hicks nói các cuộc gặp gỡ tại Trump Tower là nhằm mục đích thiết lập một đường dây liên lạc giữa chính quyền mới và đại sứ Nga. Cô nói thêm rằng ông Kushner cũng đã, đại, cũng đã gặp gỡ đại diện của khoảng hơn 20 quốc gia khác. Các quan chức chính phủ Mỹ gặp gỡ các đại diện của các chính phủ nước ngoài trong nhiều dịp và vì nhiều lý do, nhưng chính quyền Trump đã phủ nhận có bất kỳ sự liên lạc nào giữa các quan chức Nga và ban vận động tranh cử của ông. Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence hôm thứ Sáu tuyên bố việc ông dùng tài khoản email cá nhân trong lúc còn làm thống đốc bang Indiana khác xa với vụ bê bối email của vụ của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Việc bà Clinton dùng mấy chủ email cá nhân cho công vụ thời bà làm ngoại trưởng đã là trọng tâm đã kích của ông Pence cùng nhiều người khác theo Đảng Cộng hòa nhắm vào cựu ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Phát biểu bên lề một sự kiện tại Wisconsin hôm thứ Sáu, ông Pence nói không thể nào so sánh hành vi của bà Clinton với hành động của ông, bởi vì bà Clinton đã dùng máy chủ cá nhân xử lý các thông tin mật rồi xóa các email mà giới chức và Quốc hội yêu cầu trưng ra. Hôm thứ năm, tin tức cho hay ông Pence thời làm thống đốc bang Indiana thỉnh thoảng có dùng tài khoản email AOL bàn luận về các vấn đề nhạy cảm và các vấn đề an ninh nội địa. Theo tờ Indianapolis Star, tài khoản đó đã bị tin tặc tấn công mùa hè năm ngoái. Ông Pence khẳng định tuân thủ luật lệ bang Indiana và rằng có một luật sư bên ngoài đã thẩm định các email cá nhân của ông và lưu lại những email này liên quan đến công vụ. Một phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc nói không như trường hợp của bà Clinton, trường hợp của Phó Tổng thống Pence không chịu sự chi phối của luật liên bang và ông cũng không có trao đổi thông tin mật. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu đã công bố báo cáo hàng năm về tình hình nhân quyền toàn thế giới, nhưng việc công bố đã bị lu mờ bởi những chỉ trích nói rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson đã không dành nhiều sự chú ý và không tổ chức rầm rộ như truyền thống. Ông Tillerson từ chối đích thân công bố bản báo cáo, phá vỡ một tiền lệ được thiết lập trong các chính quyền của cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Một quan chức cao cấp trả lời câu hỏi của phóng viên qua điện thoại với điều kiện giấu tên, thay vì xuất hiện trước camera ghi hình, cũng là một sự phá vỡ tiền lệ. Bản báo cáo từ nó nói lên tất cả. Quan chức này trả lời như vậy trước câu hỏi tại sao ông Tillerson không đứng ra công bố. Chúng tôi rất rất tự hào về nó. Những sự thật trong bản báo cáo nên là chuyện đáng lưu ý ở đây. Báo cáo do Quốc hội Mỹ chỉ đạo thực hiện, ghi nhận tình hình nhân quyền ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và do các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ soạn thảo. Báo cáo năm nay phần lớn được hoàn thành trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Theo bản báo cáo, cảnh sát Philippines và những người cảnh giới đã sát hại hơn 6.000 người buôn ma túy và người sử dụng ma túy kể từ tháng 7, và những vụ giết người ngoài vòng pháp luật đã tăng mạnh ở Philippines vào năm ngoái. Các quan chức Philippines nói chính phủ của họ không dùng chấp những vi phạm nhân quyền hoặc những vụ giết người ngoài vòng pháp luật do chính phủ bảo trợ. Ngôn ngữ của bản báo cáo về Nga nhìn chung vẫn giống như những năm trước. Lưu ý hệ thống chính trị độc đoán của nước này do Tổng thống Vladimir Putin thống trị. Tổng thống Donald Trump đã nói ông muốn cải thiện quan hệ của, quan hệ của Mỹ với Nga. Theo truyền thống, ngoại trưởng Mỹ công bố bản báo cáo với những phát biểu công khai nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân quyền đối với chính sách đối ngoại của Mỹ và nêu bật những phát hiện cụ thể. Những người tiền nhiệm thuộc chính quyền dân chủ, ông John Kerry và bà Hillary Clinton đã công khai phát biểu về bản báo cáo vào năm 2013 và năm 2009, là những năm đầu tiên họ tại chức và tiếp tục thông lệ này trong suốt nhiệm kỳ của mình. Năm 2005, trong chính quyền của Tổng thống Cộng hòa George W. Bush, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách sự vụ toàn cầu Paula Dobriansky giới thiệu bản báo cáo này trước camera ghi hình thay mặt cho Ngoại trưởng Condoleezza Rice. Cho tới nay, trong nhiệm kỳ được một tháng của mình, ông Tillerson vẫn chưa tổ chức cuộc họp báo nào và hầu như không trả lời câu hỏi của giới truyền thông. Các tổ chức nhân quyền chỉ trích cách thức mà bản báo cáo được thực hiện. Ông Rob Berczinski, phó chủ tịch cao cấp về chính sách của tổ chức Human Rights First, nói, việc này báo hiệu sự thiếu quan tâm và hiểu biết cơ bản về việc sự ủng hộ đối với nhân quyền phản ánh những gì tốt nhất ở Mỹ ra sao. Ông Berczinski từng là phó trợ lý ngoại trưởng đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động cho đến ngày 20 tháng 1 và là người đã giúp điều phối bản báo cáo. thưa quý vị ngoại trưởng mỹ rex tillerson sẽ đến thăm nhật bản hàn quốc và trung quốc trong tháng này để thảo luận về bắc triều tiên trong chuyến đi đầu tiên của ông tới khu vực này kể từ khi ông nhậm chức truyền thông nhật bản đưa tin hôm thứ bảy chuyến đi của ông tillerson diễn ra vào lúc mỹ và trung quốc cố gắng bình ổn mối quan hệ sau một khởi đầu bấp bênh sau khi tổng thống donald trump đắc cử cũng như giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan đến bắc triều tiên sau vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ kim jong un Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói, Chúng tôi không có bất kỳ chuyến đi nào để thông báo vào thời điểm này. Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc cũng không thể liên lạc được để xin bình luận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa hồi đáp yêu cầu bình luận ngay tức thì. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, ông Tillerson dự kiến sẽ tới Nhật Bản vào ngày 17 và 18 tháng 3 và sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida. Ông Tillerson và ông Kishida có phần chắc sẽ thảo luận về thời điểm mà ông Trump đến thăm Nhật Bản, Kyodo dẫn các nguồn tin cho biết như vậy. Tại Trung Quốc, ông Tillerson sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và có thể là Chủ tịch Tập cận bình, theo Kyodo. Hãng tin này cho biết thêm hai bên dự kiến sẽ tổ chức một cuộc hội kiến ở Mỹ giữa ông Tập và ông Trump vào đầu tháng Tư. Tháng trước, ông Tillerson và ông Vương đã điện đàm với nhau và họ khẳng định tầm quan trọng của một mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc mang tính xây dựng. Cũng tháng trước, ông Tillerson đã yêu cầu Trung Quốc làm tất cả mọi thứ có thể để kiềm chế hành vi gây bất ổn của Bắc Triều Tiên sau một loạt những vụ bắn thử phi đạn đạn đạo của nước này. Tại Seoul, ông Tillerson dự kiến sẽ gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Yoon byung se Họ có thể sẽ thảo luận về chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên cũng như vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Tình báo Hàn Quốc và các quan chức Mỹ nói vụ giết người ở Malaysia là một vụ ám sát được tổ chức bởi các điệp viên của Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions hôm thứ năm loan báo rằng ông sẽ tự loại mình khỏi bất cứ cuộc điều tra nào trong tương lai liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Trong lúc nhiều tranh cãi nổi lên quanh việc ông Sessions hai lần gặp gỡ với đại sứ Nga tại Washington hồi năm ngoái, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định rằng ông hoàn toàn tin tưởng giới chức lãnh đạo thực thi luật pháp của đất nước, trong khi các nhà lập pháp bên Đảng Dân Chủ tiếp tục kêu gọi ông Sessions từ chức Bộ trưởng Tư pháp. Từ Washington, thông tín viên Elizabeth Chernoff của đài VOA tương trình rằng mới chỉ sau ba tuần nhậm chức, bộ trưởng tư pháp ông Jeff Sessions đã bị truyền thông báo chí đồn thổi những tranh cãi đang nổi lên mạnh về nguy cơ xung đột lợi ích. Bộ trưởng Sessions hôm thứ năm tuyên bố: "Tôi quyết định sẽ từ loại mình khỏi bất cứ cuộc điều tra đang hoặc sẽ được xúc tiến về bất cứ vụ việc nào có dính líu đến các cuộc vận động tranh cử tổng thống hồi năm ngoái." Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đang bị soi dọi giữ những tin tức nói rằng ông đã gặp gỡ với ông Sergei Kislyak, đại sứ Nga tại Mỹ hồi năm ngoái, nhưng ông không tiết lộ điều đó tại cuộc điều trần chuẩn thuận ở Thượng viện hồi tháng 1. Ông Sessions, một trong những người ủng hộ Tổng thống Trump sớm nhất, đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông đã khai man tại cuộc điều trần chuẩn thuận ở Thượng viện. Let me be clear. I never had meetings with Russian operatives cho phép tôi nói rõ, tôi chưa bao giờ gặp gỡ với các đặc vụ Nga hay các trung gian Nga liên quan đến chiến dịch tranh cử của Mỹ. Ý tưởng cho rằng tôi giữ một vai trò trong việc liên tục trao đổi thông tin trong thời gian tranh cử giữa đại diện của ông Trump và trung gian của chính phủ Nga là hoàn toàn sai. Bất chấp những tranh cãi đó, Tổng thống Trump trong khi đi thăm một chiến hạm của Hải quân Mỹ ở bang Virginia đã lên tiếng ủng hộ ông Sessions, cựu thượng nghị sĩ đại diện bang Alabama, trong tuyên bố vào chiều tối thứ Năm, Tổng thống Trump mô tả Bộ trưởng Tư pháp của ông là một người trung thực. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở Điện Capitol khuyến cáo phải cảnh giác với sự việc đang diễn ra. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Johnny Ernst của bang Iowa phát biểu. Bà Ernst nói nếu có bất cứ dữ kiện nào cho thấy bất cứ hành động sai trái nào thì đã rõ, nhưng ở đây chúng ta không có bất cứ dữ liệu nào. Nhưng thủ lĩnh của phe dân chủ ở quốc hội kêu gọi ông Sessions từ chức Bộ trưởng Tư pháp. Thượng nghị sĩ Charles Schumer, chủ lãnh khối thiểu số dân chủ ở Thượng viện phát biểu. Không còn gì phải nghi ngờ nữa về sự bất công và thiên vị của ông Bộ trưởng Tư pháp, giới chức đứng đầu ngành thi hành luật pháp của đất nước. Vụ này đổ bể cho thấy rõ ràng rằng Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions không đủ tiêu chuẩn. Bởi vì Bộ Tư pháp phải trong sạch hoàn toàn vì sứ mệnh của đất nước, Bộ trưởng Tư pháp Sessions phải từ chức. Trước trụ sở Bộ Tư pháp ở Washington, mấy mươi người tập trung biểu tình phản đối ông Bộ trưởng. Ông Daniel Ingram, một cư dân của thủ đô Washington, nói rằng ông lo ngại về những mối liên hệ có thể có với Nga và không an tâm với chính quyền của Tổng thống Trump. I don't know what he told. Tôi không biết ông Sessions nói gì với đại sứ Nga hay ông đại sứ Nga nói gì với ông Sessions. Nhưng ông Sessions đã lẫn tránh chuyện này và phủ nhận tính quan trọng của chuyện này. Ông ấy không xứng đáng làm Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ. Điều rõ ràng là những tranh cãi xoay quanh ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions sẽ còn kéo dài. Cuộc chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump với truyền thông báo chí đang leo thang trong những tuần gần đây. Cuộc chiến đó đang có dấu hiệu lan rộng và ảnh hưởng đến quyền tự do báo chí. Tại Campuchia, chính phủ của nước Đông Nam Á này đã viện dẫn cách của Tổng thống Trump để biện minh cho hành động đe dọa truyền thông của họ. Thông tin viên Bill Gallo của đài VOA tường trình. Anh có phải là một phóng viên thân thiện không? Hãy xem anh thân thiện đến mức nào đó là lần đầu tiên một chính phủ đã công khai dùng tổng thống donald trump như một ví dụ để biện hộ cho sự chấn áp đối với truyền thông ở đất nước họ trong một đăng tải trên facebook một người phát ngôn của chính phủ campuchia đã đe dọa có hành động chống lại các cơ quan truyền thông bao gồm cả voa trừ phi họ thay đổi cách đưa tin theo người phát ngôn này tổng thống trump là một hình mẫu cho việc ứng phó với các cơ quan truyền thông bất tuân chỉ những lời đe dọa như vậy không phải là mới ở Campuchia, nơi Thủ tướng Hun Sen đang nắm quyền trong ba thập kỷ qua. Cái mới là dùng việc xử sự của Tổng thống Mỹ như một lý lẽ. Điều đó không làm ông Tom Malinowski, người vừa từ chức trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách dân chủ nhân quyền và lao động, ngạc nhiên. Anytime, uh, the United bất cứ khi nào nước Mỹ rời bỏ những nguyên tắc của mình thì nó luôn được các nhà nước độc tài trên toàn thế giới dùng để biện hộ cho sự hành xử của chính họ. Nói với VOA qua Sky, ông Malinowski cho biết ông lo ngại về sự đối xử của tổng thống Trump đối với truyền thông sẽ tiếp tục làm cho các lãnh đạo độc tài trở nên táo bạo hơn. That provides a very convenient Điều đó cho những nhà độc tài trên toàn thế giới một cái cớ hợp lý hơn để làm những gì họ muốn làm, đó là trấn áp những nhà báo ở chính đất nước của họ. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã liên tiếp leo thang cuộc chiến chống lại giới báo chí, gọi họ là không thật thà, tin tức giả mạo và thậm chí còn coi họ là kẻ thù của nhân dân. Điều này làm cho ông Stephen Buller, Điều phối viên châu Á của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở tại New York thêm lo lắng, ông nói với VOA qua Skype. Hoa Kỳ đã luôn hướng tới một thẩm quyền đạo đức, mặc dù hồ sơ về tự do báo chí của chúng ta chưa phải là hoàn hảo. Nhưng mọi người vẫn luôn nhìn vào Hoa Kỳ để áp dụng cách lãnh đạo như vậy, và dường như điều đó không còn nữa. Tổng thống Trump bảo vệ cho cách tiếp cận của mình bằng lập luận rằng ông chỉ chống lại một số cơ quan truyền thông nhất định. Tôi chỉ phản đối tin tức giả mạo, truyền hình hoặc báo chí. Họ phải từ bỏ những loại tin tức đó. Tôi chỉ chống lại những người dựng lên những câu chuyện và dựng lên những nguồn tin giả mạo. Chiến lược gia trưởng của Tổng thống Trump Steve Bannon gọi truyền thông báo chí là đảng đối lập. Họ là truyền thông của nghiệp đoàn và toàn cầu. Họ chống lại nghị trình kinh tế theo chủ nghĩa dân tộc như Tổng thống Trump đề ra. Dù chính phủ Campuchia đe dọa VOA và các hãng tin tức khác, người phát ngôn của VOA nói Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp tin tức một cách khách quan, trung thực và công bằng. Giới chức tình báo hàng đầu của Mỹ nói hơn bao giờ hết, ông chắc chắn là Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạng để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm vừa rồi. Và ông cảnh báo tổng thống tân cử Donald Trump chớ phỉ bán cộng đồng tình báo. Thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường thuật rằng, lời chỉ trích vô cùng bất thường của giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Clapper trước một ủy ban thường viện Mỹ là dấu hiệu mới nhất về sự xích mích giữa tổng thống sắp lên nhậm chức và những người phục vụ như tai mắt của Mỹ trên khắp thế giới. Linh đang có thêm các chi tiết sau đây. Uh, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Clapper nói với các thượng nghị sĩ rằng phúc trình đệ trình lên chính phủ Tổng thống Obama về các hoạt động gián điệp mạng sẽ được công bố vào tuần tới và sẽ cho thấy những chứng cứ không thể ngờ vực về ý đồ của Moscow nhằm khuynh đảo cuộc bầu cử tháng 11 ở Mỹ. Đây là một chiến dịch nhiều mặt. Vụ tin tặc chỉ là một phần trong khuôn khổ chiến dịch này. Nó còn bao gồm những tuyên truyền cớ hữu, tung tin sai lạc, thất thiệt. Thượng nghị sĩ John McCain góp giọng. Các đối thủ của chúng ta đã đi đến một kết luận chung, đó là phần thưởng khi tấn công nước Mỹ trên không gian ảo vượt xa những rủi ro đi kèm. Ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, miêu tả các cuộc tấn công mạng do Nga thực hiện là một hành động gây chiến, nhưng cũng do Hoa Kỳ mở ngỏ khích lệ khi không đề cao cảnh giác. Ngay trong lúc này, chúng ta không có một chính sách nào cả. Bởi thế mà không có chiến lược và cũng vì vậy mà không có đáp ứng nào trước các cuộc tấn công. Ngày 5 tháng 1, Tổng thống tân cử Donald Trump lại lên trang mạng Twitter nói rằng ông là fan ngưỡng mộ tình báo Mỹ, nhưng trước đó ông đã đặt nghi vấn về sự cần thiết của các buổi báo cáo tin mật, nêu bật những lỗi lầm trong quá khứ của cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA và liên tục gạt bỏ những kết luận và phân tích của cộng đồng tình báo về vụ tin tặc Nga. Thượng nghị sĩ Claire McCaskill thuộc Đảng Dân Chủ phát biểu. Who actually is the benefactor? bà mccaskey nói ai mới thực sự là người hưởng lợi ai là tư lệnh tối cao của nước mỹ giám đốc cia james Clapper nói tiếp theo tôi có một sự khác biệt giữa sự hoài nghi và sự phí báng ông mike rogers đứng đầu các hoạt động bảo vệ không gian ảo nói did. Một phần trong những gì mà chúng tôi làm được thúc đẩy bởi sự tin tưởng của các vị lãnh đạo và việc làm của chúng tôi. Không có sự tin tưởng đó, tôi thực sự lo ngại một số nhân viên trong cộng đồng tình báo có thể quyết định ra đi. Tại điện Capitol, các đại biểu thuộc cả hai đảng dường như đồng thuận với nhau về sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp chế tài gắt cao hơn chống lại Nga. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của Đảng Cộng Hòa phát biểu. There is no question. That the hacked, Không có câu hỏi nào được đặt ra về chuyện người Nga đã thực hiện các vụ tin tặc, tấn công và đánh cắp các thông tin của chúng ta, rồi dùng các thông tin ấy như những vũ khí chống lại nước Mỹ. Chúng ta cần phải áp đặt các biện pháp chế tài quyết liệt hơn. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa cũng đồng tình với ông Blumenzer. There is no doubt the Russians did this, but the Iranians and the Chinese could do it next time không có nghi ngờ gì nữa là người nga đã làm như vậy nhưng người iran và trung quốc cũng có thể làm điều đó trong tương lai bây giờ thì các thành viên đảng dân chủ là mục tiêu bị tấn công mai mốt sẽ đến lượt đảng cộng hòa nếu chúng ta không chấm dứt hành động đó nhưng tổng thống tân cử Donald Trump không chia sẻ hướng tiếp cận được sự đồng tình của lưỡng đảng Quốc hội Mỹ. Ông nói xa nói gần về những động cơ chính trị phía sau những kết luận của cộng đồng tình báo. Ông Trump theo lịch trình sẽ nhận phúc trình về vấn đề này trong ngày hôm nay thứ Sáu, mùng 6 tháng 1. Nhưng sau nhiều tháng ông bày tỏ hoài nghi, không mấy ai trông đợi ông sẽ thay đổi quan điểm của ông. Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ bổ nhiệm cựu thượng nghị sĩ Dan Coats vào chức vụ cao cấp nhất của cộng đồng tình báo Mỹ, như các nguồn tin của báo chí cho biết. Cựu thượng nghị sĩ Coats, một đảng viên Cộng hòa bảo thủ, sẽ đứng đầu văn phòng giám đốc tình báo quốc gia, giám sát CIA, cơ quan an ninh quốc gia và 14 cơ quan liên bang khác có nhiệm vụ thu thập tin tức để hỗ trợ cho các quan hệ ngoại giao của Mỹ và an ninh quốc gia. Nếu được Thượng viện chuẩn nhận, ông Cox sẽ kế nhiệm ông James Clapper, một tướng ba hưu, một tướng ba sao hồi hưu, được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào năm 2010. Ông Cox, 73 tuổi, đại diện cho bang Indiana, đang được Thượng viện trong Thượng viện từ năm 1989 cho đến năm 1999 và lần thứ nhì vào năm 2011 ông không ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử vào tháng 11 vừa qua. Ông Koss cũng là cựu đại sứ Mỹ tại Đức và là một thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng diện trước đây. Ông phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 1966 đến năm 1968 và trước khi đi vào chính trị, ông đã hoạt động trong ngành thương danh. Ông Klepper, 75 tuổi, cách đây không lâu đã loan báo không muốn thêm nhiệm kỳ nào nữa trong chức vụ giám đốc tình báo quốc gia sau khi nhiệm kỳ của ông Obama kết thúc. Báo Journal Street, Wall Street Journal loan tin ông Trump có kế hoạch cải tổ lại văn phòng giám đốc tình báo quốc gia mà ông cho là cồng kềnh và mang tính chính trị quá. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Trump Sean Spicer mạnh mẽ bác bỏ tin này hôm 5 tháng 1. Kể từ khi đắc cử, Ông Trump đã vài lần chỉ trích hoạt động của cộng đồng tình báo và nói rằng ông rất nghi ngờ về kết quả kết luận của tình báo cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bằng cách xâm nhập email của đảng Dân Chủ nhằm giúp ông ông trùm bất động sản bên đảng Cộng Hòa. Trong tuần này, ông Trump lại lên, lên tiếng dù ông chưa được nhận lãnh đạo đồng cộng đồng tình báo thuyết trình đầy đủ Buổi điều trình này dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, ông cũng bắt đầu sửa đổi hình ảnh của mình. Trên trang Twitter ngày 5 tháng 1, ông viết, Thật ra, tôi là một fan hâm mộ nồng nhiệt đối với cộng đồng tình báo. Cuộc chiến về một trong những thành tựu mang dấu ấn Tổng thống Obama và di sản của ông để lại đã nổ ra hôm thứ Tư, 4 tháng 1. Phe Cộng hòa thề sẽ đảo ngược luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng đang giúp 20 triệu dân Mỹ có bảo hiểm y tế. Hai bên đã họp riêng rẽ ở Quốc hội, phản ánh một tuyên bố đối kháng. Từ trụ sở Quốc hội, thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA gửi về bài tường trình do anh Vũ trình bày chi tiết sau đây. Một diễn biến hết sức bất thường xảy ra ở Quốc hội. Tổng thống xuất nhiệm và phó tổng thống tăng cử triệu tập đảng của họ lại để đối chất nhau về chính quyền sắp tới của ông Trump. Hình ảnh hai cuộc họp riêng rẽ của mỗi đảng hứa hẹn một cuộc chiến quyết liệt giữa hai phe sắp tới. Phó Tổng thống tân cử Mike Pence nói với các đại biểu Cộng hòa ở Hạ Diện rằng các bước đầu tiên để đảo ngược luật đang ở trong tầm tay. Thực sự sẽ bắt đầu ngay ngày thứ nhất và trước khi ngày thứ nhất kết thúc. Chúng tôi tưởng tượng Tổng thống tân cử sẽ hành động ở phòng bầu dục. Những phe Dân Chủ đã rời phiên họp với sự tự tin được cử tri ủng hộ Dân biểu Elijah Cummins của Đảng Dân Chủ nói. Tổng thống đã nói rõ rằng công chúng đứng về phía chúng tôi và rằng nếu chúng ta theo dõi hầu hết các cuộc thăm dò, thì chúng ta sẽ thấy người dân không muốn bỏ Obamacare. Tòa Bạch Đốc sau đó khuyến cáo phe Cộng hòa rằng những bước đầu tiên đó sẽ khó thực hiện hơn là họ tưởng. Phát ngôn viên George Ernest của Tòa Bạch Đốc phát biểu có sự khác nhau giữa việc tuyên bố kết quả của những cuộc thăm dò dư luận về hứa hẹn trong quá trình tranh cử với việc thực hiện những hứa hẹn đó một khi thực sự gánh vác trách nhiệm quản lý đất nước vĩ đại nhất thế giới này và khi các cuộc tập hợp đang diễn ra. Tổng thống đắc cử Donald Trump làm cho không khí trở nên bất ổn hơn nữa bằng một thông báo trên Twitter kêu gọi phe Cộng hòa phải đảm bảo mọi quy lỗi thất bại trong hệ thống chăm sóc y tế cho phe Dân Chủ. Các đảng viên Cộng hòa quan ngân tuyên bố tên Twitter của ông Trump, dân biểu Chris Collins của đảng Cộng hòa phát biểu. Tổng thống tân cử có cách thông tin liên lạc trực tiếp với người dân Mỹ và đó là tính cách độc đáo của tổng thống. Các đại biểu dân chủ ở Thượng viện nhất quyết dùng những ngôn từ trong các tin nhắn Twitter tự phát của ông Trump làm gậy ông đập lưng ông. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân chủ nói, "Republicans should stop clowning around with the people's Medicare, Cộng hòa nên thôi làm trò hề về các phúc lợi y tế Medicare, Medicaid và chăm sóc sức khỏe cho công chúng. Họ sẽ bị kẹt Phe Cộng hòa cũng nói rằng họ hoàn thành hứa hẹn trên Twitter của ông Trump với những chương trình chăm sóc y tế khác của chính phủ. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của đảng Dân Chủ nói, Trước khi quốc hội phí phạm nhiều thời giờ, ông Donald Trump phải tuyên bố công khai, có lẽ bằng tin nhắn Twitter, nói rõ rằng Donald Trump sẽ phủ quyết bất cứ luật nào các phúc lợi y tế, Medicare, Medicaid và an sinh xã hội. Có một điều bất ổn là khi mọi chuyện lắng xuống, mỗi đảng sẽ tìm cách đổ lỗi cho bên kia và tuyên bố thắng lợi cho bên mình. Dưới chức tình báo hàng đầu của Mỹ ngày 5 tháng 1 báo cáo quốc hội, ông Nhất Mật tin rằng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm vào đảng Dân Chủ trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, bất chấp những hoài nghi từ Tổng thống đắc cử bên đảng Cộng hòa về những phát hiện liên quan đến vai trò này của Moscow. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Kleber khẳng định ông tin tưởng cao độ rằng Nga đã tấn công tin tặc các định chế và các nhân vật bên đảng Dân Chủ, cũng như phổ biến tuyên truyền và tin giả nhắm vào cuộc bầu cử ngày 8 tháng 1 năm 2016. Đánh giá của chúng tôi hiện nay còn quả quyết hơn hôm 7 tháng 10, khi chính phủ lần đầu tiên tố cáo Nga nhúng tay vào việc này, ông Klapper nhấn mạnh tại buổi điều trần ở Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Tổng thống tân cử Donald Trump đã tỏ ra hoài nghi về những đánh giá cho rằng Nga nhắm mục tiêu cuộc bầu cử. Nhiều nhà lập pháp thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa rất cảnh giác Moscow và không tin lời ca tụng của ông Trump về Tổng thống Nga cũng như các nỗ lực của ông hàng gắn rạn nước Nga-Mỹ. Ngày thứ Sáu, 6 tháng 1, ông Trump sẽ được các lãnh đạo tình báo tường trình về các vụ tấn công tin tạc nhắm vào đảng Dân Chủ trong giai đoạn trước khi diễn ra cuộc bầu cử mà tỷ phú bất động sản này đã bất ngờ chiến thắng. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Kleber nói, Tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp một chiến dịch nào can thiệp vào tiến trình bầu cử của chúng ta trực tiếp và táo bạo như trường hợp này. Ông Kleber, người sẽ rời trước khi ông Trump lên làm tổng thống vào ngày 20 tới đây, không liệt kê việc làm của Nga là hành động chiến tranh, giải thích rằng quyết định đó ngoài phạm vi chức năng của văn phòng ông. Dù ông Kleber không nêu rõ điều gì khiến ông tin tưởng rằng Nga đứng sau các cuộc tấn công tin tặc vừa qua, nhưng kết luận này được các cơ quan tình báo như CIA và một số công ty an ninh mạng tư nhân tán đồng. Một cảnh sát trưởng hạt ở Massachusetts, Mỹ đề nghị gửi những tù nhân đang bị giam cầm trên khắp nước Mỹ đi xây tường thành biên giới Mexico bức tường này nằm trong số những điều hứa hẹn của ông Donald Trump trong thời gian tranh cử. Đề nghị của trưởng cảnh sát quận Bristol thuộc bang Massachusetts, ông Thomas Hudson, được đưa ra trong lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư tối ngày 4 tháng 1. Ông Hudson nói ngoài học hỏi và hoàn thiện kỹ năng xây dựng, việc các tù nhân xây tường thành ngăn tội phạm trong các cộng đồng trên khắp nước Mỹ sẽ duy trì công việc và cơ hội làm việc cho họ khi được phóng thích sẽ là một biểu tượng rất mạnh mẽ. Trưởng cảnh sát Hudson, một người theo đảng Cộng hòa, nói thêm rằng các tù nhân trên khắp nước Mỹ có thể xây bức tường như ông Trump mô tả như là một công cụ ngăn cản di dân bất hợp pháp. Ông Trump, người sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 1 tới đây, trong chiến dịch tranh cử đã quả quyết rằng sẽ thuyết phục chính phủ Mexico chi trả cho bức tường dù cho Mexico đã khẳng định là không có ý định đó. Hệ thống nhà tù liên bang Mỹ đang vận hành khoảng 53 cơ xưởng trên khắp nước Mỹ sản xuất quần áo, hàng điện tử, đồ nội thất, Cùng các mặt hàng khác trị giá tổng cộng chừng 500 triệu đô la trong năm tài khóa vừa rồi. Tuy nhiên, một luật sư thuộc Hội quyền dân sự Mỹ tại Massachusetts cho rằng đề nghị của trưởng cảnh sát Hudson có thể vi phạm quyền của tù nhân. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa kỳ và hàn quốc vừa khai mạc hội nghị nhóm chiến lược ngăn chặn mở rộng và tham vấn tại washington các giới chức hai bên đã thảo luận sâu rộng và toàn diện về các chính sách và chiến lược ngăn chặn mở rộng chống bắc triều tiên trong đó có việc làm thế nào nâng cao sức mạnh quốc gia một cách toàn diện dùng ngoại giao thông tin quân sự và những yếu tố kinh tế hoa kỳ nhắc lại cam kết kiên quyết và không thể lây chuyển để vận dụng toàn bộ khả năng quân sự kể cả ô dù hạt nhân sức mạnh của vũ khí quy ước và phòng vệ phi đạn để cung cấp việc ngăn chặn mở rộng cho Hàn Quốc và tái xác nhận chính sách lâu dài của Hoa Kỳ là bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào Mỹ và đồng minh sẽ bị đánh bại và bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ bị trừng trị mạnh mẽ và thích đáng. Đặc biệt Hoa Kỳ nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện cam kết lâu dài này và hỗ trợ ngay tức khắc cho Hàn Quốc để đối phó với những đe dọa hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Các giới chức tái xác nhận cam kết của Hoa Kỳ thường xuyên triển khai các loại khí tài chiến lược để bảo vệ Hàn Quốc, cũng như tăng cường các biện pháp đó và xác định những bước mới và thêm nữa để củng cố việc ngăn chặn. Các giới chức cũng nhấn mạnh là trong năm 2016, Hoa Kỳ đã chứng tỏ cam kết và quyết tâm đối với Hàn Quốc bằng các cuộc tập dượt ngăn chặn mở rộng qua các biện pháp tăng cường khả năng phòng vệ phi đạn và biểu dương sức mạnh hạt nhân ba mũi nhọn của Hoa Kỳ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nhóm chiến lược ngăn chặn mở rộng và tham vấn như là một cơ chế tham vấn cấp cao hai bên đều bày tỏ ý định tiếp tục những cuộc thảo luận đồng minh qua nhóm này để làm cách nào xúc tiến tốt nhất việc ứng phó với những đe dọa biến hóa của bắc triều tiên